Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về việc đã có hàng nghìn động vật hoang dã quý hiếm bị chết tại vườn thú bán hoang dã duy nhất của Việt Nam tại Vinpearl Safari ở Phú Quốc. Vào sáng nay 21 tháng 2, tập đoàn Vingroup, chủ sở hữu vườn thú này đã ra thông cáo báo chí cho biết đúng là có thú bị chết, song số lượng nhỏ hơn rất nhiều so với con số cộng đồng mạng đồn đoán. Theo Vingroup, chỉ có khoảng 135 con khỉ trốn thoát và 100 con thú bị chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc. Phía Vingroup giải thích sở dĩ 135 con khỉ thoát khỏi chuồng nuôi nhốt là do thiết kế ô lưới của những chuồng này dự kiến chỉ dành cho các loại khỉ to hơn. Đây là loài khỉ bản địa, phân bổ tự nhiên tại Phú Quốc. Ngoài ra không có loài thú nào chạy thoát ra khỏi vườn thú. Việc 100 cá thể gồm chim và thú bị chết do ảnh hưởng của quá trình vận chuyển dài, các cá thể bị giảm sút sức khỏe, chưa thích nghi được với môi trường, thổ nhưỡng và khí hậu. Đại diện của Vingroup cho rằng tỷ lệ tổn thất này là tất yếu tại bất cứ một khu bảo tồn nào và những nơi vừa đưa vào vận hành như Vinpearl Safari. Những khẳng định của đại diện tập đoàn này có nghĩa là thông tin thú chết và bị sổng chuồng mà thời gian qua cộng đồng mạng chia sẻ là điều có thật. Tuy nhiên con số đưa ra có phần chênh lệch và chưa được một bên độc lập nào lên tiếng kiểm chứng. Nhiều ý kiến cho rằng việc nhập hàng loạt các thú quý hiếm trên thế giới nhưng chưa được kiểm tra kỹ lưỡng về môi trường nuôi dưỡng cũng như thích nghi với điều kiện khí hậu dẫn tới hậu quả thú và chim chết đã phần nào cho thấy những lúng túng trong công tác quản lý và nuôi dưỡng các loài thú và chim tại vườn thú Safari ở Phú Quốc. Được khai trương vào hôm 24 tháng 12 năm 2015 thì Vinpearl Safari Phú Quốc hiện là vườn thú bán hoang dã duy nhất tại Việt Nam, có nhiều loại thú quý như là mèo đốm châu Phi, linh dương tê giác, voi, hổ, sư tử, ngựa vằn, hươu hay là nai. Trước đó, trên blog June News Digest của chuyên gia về vườn thú Peter Dickinson đã đưa thông tin về việc là có hơn 1.000 con chim và 700 con thú bị chết ở Vinpearl Safari Phú Quốc. Ông Peter cũng nói là trong số động vật chết thì có 20 con hươu cao cổ và khoảng 500 con khỉ đã trốn thoát. Một nguồn tin cho biết là ông Dickinson từng được Vinpearl Safari Phú Quốc tiếp cận để mời về làm việc tại đây. Tuy nhiên là đại diện Vingroup nói không có chuyện này. Và ngay sau đó thông tin này được chia sẻ rất tích cực trên mạng xã hội, dấy lên những luồng nghi ngờ và phản đối của những người yêu môi trường và động vật hoang dã. Vâng, sau khi Vingroup ra thông cáo báo chí, nhiều người vẫn dấy lên thắc mắc liệu việc kiểm kê chim, thú chết và sổng chuồng do Vinpearl Safari Phú Quốc thực hiện một mình hay là có các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội độc lập cùng đối chiếu. Thực tế thì việc nhập về và nuôi dưỡng một số lượng lớn các loài động vật hoang dã quý hiếm ở khắp nơi trên thế giới đặt ra cho vườn thú những thách thức rất lớn. Bởi mỗi loài thích nghi được với những điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau. Hiện nay thì người ta vận chuyển thú hầu hết bằng đường hàng không, dù chi phí rất cao nhưng nhanh chóng và an toàn hơn đường thủy và đường bộ. Vâng, hiện nay thì có nhiều ý kiến ở trên mạng nghi ngờ rằng là có thể nguyên nhân là do vườn thú này nhập ồ ạt thú về để kịp khai trương đúng ngày nên là việc chăm sóc hay là vận chuyển thì không được đảm bảo. Với nguyên tắc khi mà hợp đồng xuất nhập thú được ký kết thì những con thú sẽ được nuôi riêng, huấn luyện riêng trong khoảng 3 tháng để quen với việc vận chuyển, tiếng ồn, điều kiện khắc nghiệt khi mà di chuyển. Sau thời gian này thì quá trình vận chuyển mới được bắt đầu. Nếu không tuân thủ quy trình như thế thì thú nhập dễ bị chết khi mà về đến nơi ở mới. Khi đó thì thiệt hại cho vườn thú không thể tính được.